lâu dữ. Sao mà mua mỗi cái áo mưa không mà mua lâu vậy? Trời ơi, nãy giờ anh chơi nãy giờ thấy chưa? Thì vô đến đóng cửa lại nhé. Đấy. Dạ em chào anh. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vẫn Vui Vẻ, còn đây là Vi Vô Véo. Thì ngày hôm nay thì Vi nó mới nói là chuẩn bị có một đứa em, là đứa em em họ ở dưới Đồng Nai lên để đi xin việc. Đúng rồi. Ok, bé này tính cách như thế nào? Ủa cái gì á? Nó tao đụng chung dung là tính cách bé này như thế nào? Lên chanh. Tao thấy mày đưa cái hình trên Facebook cũng hiền mà. Clip này nó có xem nha. Clip này có up YouTube là bé có xem nha. Ok cũng được. Tính cái tính 2 mét. 2 mét lẹo. Mét mẹ em. 2 mét tầm phụ huynh. Đúng. Đúng. Đó là lý do tại sao là mình làm cái màn troll này. Vì nó rủ mình làm cái màn troll. Mày có ác quá không mày? Không. Ôi nhưng mà nó biết mẹ em sao? Đây con clip này. Mẹ ơi, mẹ mà có coi clip này á là con troll thôi, con chọc á thôi. Tại vì nó 2 mét mà nó không có kiểm chứng như nó cái gì nó cũng hơi sợ. Mẹ em tên gì? Mẹ em tên gì? Không. Hả? Nói biết mọi người biết tên mẹ em sao? Thôi cô mẹ của Vi, nếu mà cô có xem được clip này thì tụi con chỉ là diễn thôi cô nhá. Tất cả chỉ là diễn thôi, chứ không phải là thật nha cô nhá. Đúng. Đấy cho nên là cô đừng nó la mắng thì cho nó buồn lòng. Đó. Ok, anh em thì hôm nay là nhân cái ngày mà em họ của ông Vi lên đây để đi xin việc thì thấy con bé nói là tính cách cũng ok, nhìn cái mặt trên Facebook thì thấy nó cũng ok luôn, và Vi nó nói là do hai mắt lẻ quá cho nên là cho nó đi cho vui. Ok, cho nên là Vẫn với Vi vừa nghĩ ra một cái ý tưởng là bây giờ Vẫn sẽ đi mua một cái ghế tình yêu. Cái ghế tình yêu hay để trong khách sạn đó anh em. Đó thì mình sẽ mang về và để ngay phòng khách, vị trí ngay phòng khách này. Ok, khi mà con bé đó nó tới đây, nó mở cửa ra, nó thấy mình nằm đây, ngồi trên cái ghế tình yêu nữa. Đó, và sau đó Vẫn với Vi sẽ là kiểu là làm những cái hành động và những cái câu nói mập mờ. Mập mờ. Làm cho con bé nó cảm giác là nó sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm. Nhưng mà liệu con bé nó ở dưới quên thì nó có biết ghế tình yêu là gì không? À quên, cái quan trọng nó có biết tao hay không? Không, chắc không biết đâu. Tại sao mà mày biết nó không biết? Nó đánh tranh. Nó có hay xem YouTube không? Nó đã từng bao giờ xem clip của mày chưa? Nó không có biết em làm gì đâu. Rồi vậy thì được. Đó là mấu chốt vấn đề cho nó mà biết mình là không làm được đâu anh em ạ. Ok. Vậy là ổn. Vậy thì nếu mà nói như vậy thì ổn. Ok chứ. Nó biết làm sao? Hả? Nó biết làm sao? Nếu mà nó biết mình hả? Thì sẽ không có clip này đăng. Vậy thôi. Vậy là xong. Đăng thì nó không biết mà không đăng. Nó từ kia mấy giờ nó tới? 3 giờ kém. 3 rưỡi. Thì bây giờ em ra bên xem đó. Bây giờ sắp mấy giờ rồi mẹ đi được rồi chứ. Đây, ok. Quay. Bây giờ nè, khi nào á mà anh đã làm xong rồi thì anh sẽ nhắn cho em để em mới đưa nó về. Còn nếu mà dẫn về bến xe mà cảm giác mà con bé nó về sớm quá thì em cứ dẫn nó đi mua đồ hay làm gì đó câu giờ. Ok. Hiểu chưa? Làm sao khi nào anh nhắn cho anh ok hết rồi. Okay, bây giờ anh phải chạy từ đây về Gò Vấp anh mới mua. Để góc mắt cái. Hiểu không? Từ đây chạy về Gò Vấp anh mới mua được cái ghế tình yêu. Ok chưa? Ừ. Rồi ok anh em, nhớ theo dõi hết clip của tụi mình ngày hôm nay nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thôi đi ạ. Hôm nay mình đã mua được cái ghế này nha anh em ơi. Nó đẹp đẹp cái ghế lên đây này. Và đang phụ mình ra cái ghế này. Đúng rồi, giữa. Tưởng là chở bút xe Grab 7 chỗ thì người ta không chở nha anh em. Bây giờ mình phải bút xe chở hàng để người ta tới người ta chở cái ghế. Anh em thấy mành trôn cực không? Đây, hai thằng giờ cũng chưa ăn. Hai đi ngang qua nhìn thấy hai thằng ngồi cái ghế tình yêu này, nhìn giống như hai thằng biến thái vậy. Mành trôn chưa nắng mà bây giờ phải tranh thủ nhanh hết sức để về kịp, chứ không là bạn của ông Vi nó tới mất anh em ạ. Đó, nãy giờ là mình cũng phải là nhờ ông Vi, nếu mà tới sớm phải kêu ông Vi nó câu giờ anh em. Chán không? Chán quá, cho đang ngồi đóng đồ cũ nè. Đây, cháu của tôi nó vét, vô. Nhanh tranh thủ qua rồi. Tôi thấy cái dép mày hợp với cái ghế mà. Không biết vô tòa nhà có thử ai thấy người ta vét cái ghế này coi.
phản ứng gì không? Thì lên lên luôn cầu thang, lên luôn. Rồi anh em phải vất vả không? May là cái ghế này nó nhẹ anh em. Vất vả là tao vất vả. Đừng nghe người ta nói gì đâu. Không, mày nói gì với mày. Hèn quá anh em ơi, em của Vi nó chưa về nữa. Nó về quá rồi. Hay vậy, người ta thấy vậy hay nè. Ta cãi ghế ra đây, tao mẹ làm tư thế đây đi. Sơ hở là gay, sơ hở là gay anh em ạ. Ở sao cũng Nguyên nó cứ chê mày là phải. Đừng nhắc Nguyên ở đây. Kẹp 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 kẹp. Anh em à, mình nói chung là lần đây cũng là lần đầu tiên mà mình thấy được cái ghế tình yêu này ngoài đời lắm. Xưa giờ mình chưa thấy. Tao thấy trên mạng thì thấy nhiều rồi nhưng mà ngoài đời thì chưa bao giờ. Còn thằng này thì nó dùng 3 lần rồi nha anh em. Nó dùng được 3 lần, nó kể cho mình. Một lần là nó làm bị lách luôn. Ai ở nhà mà mày bấm chuông? Ủa tao mở cửa. Cũng như sau. Ok này. Hello anh em. Thì sau khi mà cả một quá trình bưng bê lên đây thì mình đã mang được về đây cái cầu trường. Đó rất là, nó làm cho mình nhớ về cái tuổi thơ của mình ngày xưa mình. Phát trường vừa rồi nó đã gây cho tôi hơi bị cắn bộ hai lần lưỡi nha anh em ơi. Đó, nó làm cho mình nhớ về một cái tuổi thơ mình hay ra công viên chơi những cái môn cầu trượt. Và sau đó thì thời gian thấm thoát thôi đưa mình lên thành phố thì bắt đầu người ta lại con người ta lúc đó là trưởng thành hơn, lớn hơn thì người ta lại không ra công viên nữa mà người ta lại vào nhà nghỉ, người ta chơi cầu trượt anh em ạ. Thì cái cầu trượt ngày xưa ở quê thì nó trơn và nó kiểu bằng nhựa, nó rất là mượt và nó dài. Còn bây giờ thì người ta chơi cầu trượt thì nó lại rất là ngắn và nó lại là bằng da là chứ. Lạ quá. Mà ngày xưa mình chơi cầu trượt thì mình nhớ là miễn phí, free. Còn bây giờ thì lại người ta vào nhà nghỉ người ta chơi cầu trượt thì lại tốn tiền hơn gấp đôi anh em ạ. Lạ quá. Cuộc sống bây giờ càng ngày nó càng lạ. Thì bây giờ nói chung là mình đã mang được cái cầu trượt này làm gọi là cầu trượt tình yêu đi. Mình gọi vậy đi. Cái cầu trượt tình yêu này đã mang vô tới đây rồi. Thứ đã xong xuôi rồi. Bây giờ thì chỉ còn chờ Vi và em họ của Vi về. Rồi thì mình sẽ trôi anh em ạ. Mình cũng nghĩ đây. Mình mới nói với Vi là tí nữa là sẽ để cho bạn nó tới trước. Còn Vi thì kiểu như là dắt xe hay là lấy đồ hay gì đó. Ok, mình sẽ tăng cái đồ kịch tính và mình sẽ phải cởi cái áo ra đúng không? Giả bộ mình lấy hai miếng dưa leo này nè, đắp vào mắt, che cái mắt mình lại, cho mình nằm ở đây chờ sẵn. Ok anh em hiểu không? Đó thì mình sẽ nằm đây, bắt ở đây chờ sẵn. Khi bạn ấy về giống như là mình không biết bạn ấy là ai á. Ok, bây giờ thì cứ nằm đây. Ô mà công nhận là anh em ạ, lần đầu tiên là mình coi trên mạng nhiều, lần đầu tiên mình thấy cái ghế này ở ngoài. Mình nằm cái ghế này là thực sự là cái ghế này á, nếu mà bỏ qua cái yếu tố nhạy cảm vốn có của nó thì cái ghế này thực sự là nằm lên rất êm lưng nha mọi người. Nó uốn theo đường xương sống và phía chỗ này để cái chân rất là ok nha. Có những cái ghế bản chất sinh ra là để gọi là đúng kiểu thư giãn, nhưng mà sự qua sử dụng của những con người thì nó lại thành những cái gì đó khác biệt. Ví dụ như cái dưa leo này, ngày xưa người ta đắp mắt, đắp da, đắp mặt. Nhưng mà có một số người lại dùng dưa leo và những mục đích khác và biến nó thành những nhạy cảm. Xã hội này đảo loạn hết rồi. Mình đắp mắt. Nhưng mà mình cũng thực sự là mình cũng không biết được là em gái của em họ của ông Vi là như thế nào nha anh em. Mình chỉ thấy trên hình thôi. Trên hình thì cũng như cảm thấy là dễ thương, cũng cảm giác là dễ trôn nha. Chứ còn bên ngoài thì như thế nào thì mình cũng chưa biết. Thôi bây giờ cùng mình chờ đợi nha anh em. Cái mỗi lần trôn mà cho một người lạ tim thì tại tim tôi đang đập rất mạnh nha. Máy lạnh anh bật mà bây giờ mình cởi chào mình còn cảm thấy nóng anh em ạ.
A few moments later. Lâu dữ sao mà mua mỗi cái áo mưa không mà em mua lâu vậy? Trời ơi, từ nãy giờ anh chờ từ nãy giờ, thấy chưa? Thì cô đến đóng cửa lại nhé. Đấy. Dạ anh chào anh. Mấy chiêu gì nữa đi, vô đây ngồi, vô đây. Ồ, đưa đây, đưa đây, đang xé rồi nè. Thôi ra. Dạ anh ơi. Ủa, gì vậy chị? Dạ phòng này phải phòng chị Vi không anh? Chị, ủa, xin làm đây nhớ. Ủa, dạ vậy? Trời ơi. À, em, ta nè. Gái thôi. Trời ơi, lấy chồng nữa. Ủa, chị sao? Ủa, mới hả? Ủa, chị sao mà kêu là 4 giờ? 4 giờ luôn đó. Dạ rồi. 4 giờ gì? 4 giờ, 4 giờ là 4 giờ sáng chứ. Trời ngồi lên là đánh luôn. 4 giờ là sao nói là 16 giờ. Ok, chào chào em. Ừ. Nè, cởi giấy lên, lấy giấy bên này. Lấy trong nhà. Em để này ở đây nha chị. Em ngồi ở đây là chị cất rồi chứ. Sao chưa? Ủa, chứ sao anh nói, sao nói là em gì đó 4 giờ, anh tưởng nó là 4 giờ sáng. Trời ơi, đi vô trong cất đồ đi. Vậy đây, à, mới ra là em gái gì đó, em nói hả? Ừ, đi vô trong cất đồ đi. Bạn tên gì á? Tên Hiền. Hả? Ngồi đó lên chị cất kìa, chị cất kìa. Ừ, đây, em cất gì chưa? Đồ có gì không? Lấy cái ba ly rồi. Ngồi đi, ngồi đó chơi uống nước nè. Này, cất cái giùm em cái này luôn. Nước, dạ. Có đói bụng không? Dạ không. Đi xe có mệt không? Dạ hơi mệt, say xe á chị. Bé, Đồng Nai đúng không? Dạ. Đồng Nai hả? Ừ. Chịu. Qua Vi nó có nói với anh là anh tưởng nó là 4 giờ sáng em mới tới. Dạ. Ờ thì bé ngoài nhìn dễ thương hơn trong hình à. Ừ. Ờ được á. Ừ. Con nhiều gì? Dạ. Con nhiều gì? Dạ chưa. Chưa có nhiều à? Anh có thằng bạn anh nó ok lắm, nó làm bên xây dựng á. Đấy là em bé lên đây, bé lên đây giờ là tính làm việc như thế này hả? Cái gì mà sao vậy? Sao vậy? Chứ vậy? Làm gì mà cái tay chân run sợ vậy? Ủa sao nhau mặt em hả? Tay gì là tay chân run sợ thế? Bình tĩnh lên chứ làm gì tay run vậy? Không có. Đấy là em lên đây làm việc luôn đúng không? Dạ. Anh giới thiệu cho cái thằng bạn của anh. Thằng đó là nó làm bên xây dựng á, nó ok đó, bé dễ thương, ngoài nó dễ thương hơn trong hình hôm qua luôn á. Giải mà kêu bé này nó khó tính, dễ thương muốn chết. À mà em đi em cười xe lên nhiều mày đâu? Dạ có hơi say xe. Thì em cứ nằm qua đây nằm nghỉ ngơi đi. Dạ. Kêu cho em cứ thoải mái nha. Dạ. Em cứ nằm bên đó nghỉ ngơi nha. Cho nó đỡ đau lưng, nằm bên này cho nó đỡ đau lưng. Dạ em ngồi ở đây được rồi. Không có gì ngại, bởi vì là cứ coi anh là người trong nhà đi, anh với Vi bạn thân lắm, không sao hết á. Em cứ nằm đó thoải mái. Bạn thân. Dạ. Em cứ nằm thoải mái đi. Dạ em ngồi đi. Vi em lấy qua đây chứ nhiều khi bạn ngại anh. Không? Cứ em cứ nằm qua đây đi nha. Qua đây nằm đi. Đi qua đây nằm đi. Dạ em ngồi đây được rồi. Không có gì hết. Đừng có ngại tụi anh, bình thường là em cứ qua đây nằm vậy cho nó đỡ đau lưng, bởi vì mình đi xe mình ngồi mà ngồi từ dưới Đồng Nai lên đây mấy tiếng, 3 tiếng, 2 tiếng hả? Dạ, tiếng mấy, 2 tiếng. Tiếng mấy trời, tiếng mấy ngồi đau lưng lắm, em cứ nằm đây thoải mái. Dạ, em ngồi đây được rồi. Hả? Em ngồi đây được. Không có gì ngại nha, đừng ngại nha. Dạ. Ừ. Lấy nước cho em uống kìa. Dạ dạ có. Đây đây đây, được, để anh lấy nước kìa. Mà không thì em đi qua, cứ qua đi ngồi đi, cái ghế này dạ, nó em hơn. Em ngồi đây được rồi. Rồi, cái ghế này ngồi em hơn. Dạ, ngồi đây thích hơn. Dạ. Dạ, bây giờ Hiền lên đây là làm mai mốt là Hiền ở đây là làm việc luôn hả?
Ừ không, lên công việc mấy hôm à. Lên công việc mấy hôm à? Ừ. Ủa chứ không phải là ở đây làm việc luôn hả à, hả chị? Ờ dạ, nếu mà công việc phù hợp thì chắc em ở đây luôn. Em lên giống như là chưa, công việc phù hợp là lên ở đây luôn hả? Rồi chừng nào qua bên kia phòng bấm. Chắc mai á chị, em hẹn người ta ngày mai. Là ở đây một đêm hả? Dạ. Ừ, đây một đêm. Ừ, thì sao đó? Ờ, sao đó? Bởi vì bé xưa giờ em ở dưới Đồng Nai á, em có người yêu chưa? Dạ, chưa. Dạ, chưa có người yêu hả? Dạ. À. Mới lớn mà. Mới lớn hả, chưa có người yêu hả? Chắc cũng chưa được trải nghiệm nhiều ha, hay gì hả? Dạ. Chắc là cũng chưa được trải nghiệm nhiều. Trải nghiệm gì ạ? Ý là trải nghiệm cuộc sống nhiều á. Dạ, tại vì ví dụ này nè. Trải nghiệm gì? Hồi trước giờ là ví dụ dưới Đồng Nai là mình mỏi mệt rồi mình được nằm ghế này là chưa? Dạ chưa. Chưa được nằm luôn hả? Dạ. Ừ thì lên trên đây cái gì là Vi chỉ cho. Thôi anh chỉ đi. Anh chỉ đi. Hả? Anh chỉ đi. Thôi đó, để thời gian đi. Để thời gian đi. Hả? Lát tối anh chỉ. Uống nước đi em, uống nước đi. Có gì là lát tối chị cho Hiền cũng được. Hả? Ừ, không sao. Bạn. Hãy đứng ngồi chơi nói chuyện nha. Dạ. Anh bây giờ thấy cái ghế này để ngoài này nó bị hơi chật á. Đúng rồi đó, mình đem vô. À, bây giờ Hiền lên thì cái không gian phòng khách của mình nó cũng bị hơi là hạn chế. Dạ. Anh mang qua trong phòng đi. Ừ. À, anh mang trong phòng nha. Cho anh phụ không? Không, anh thử bếp đi. Bếp sao được? Được. Nhiều bạn... thứ nặng hơn còn bếp được. Này xin nhanh đi. Bạn thôi à, bạn thân. Anh bạn thân? Dạ. Ừ, anh là... anh Tinh Vĩnh. Anh Vĩnh à? Ừ, anh Tinh Vĩnh nha. Ừ. Anh đang ghi ghế vô trong bếp. Bởi vì là nó hơi chặt á. Nhưng mà hiện em có muốn sử dụng là để cho đỡ đau lưng thì... À, dạ dạ, anh sử dụng được. Ừ, nha, chứ còn sợ nhiều khi em đau lưng mà em muốn dùng mà không được á. Thì nó lại... anh hưởng cái lưng của em. Kêu nó đủ con chỗ này qua nhà nhậu gì vậy? Kêu nhà mình nhậu nè, có Hiền mới lên nè. Ừ, đưa cái hộp đi. Ờ, để anh nghe. Ừ. Em không biết nhậu đâu. Hả? Em không biết nhậu mà. Em mới nhậu hả? Dạ. Thì tập nhậu chú ý. Đúng rồi. Bạn thân hả chị? Ừ, bạn thân của chị á. Ăn đâu ấy? Cái muốn đâu? Cái này là cái giường đau của gai lưng cuộc sống. Chị làm việc bị lưng đau lưng. Ngồi cho nó đỡ đau lưng. Ý là anh với chị sử dụng chung. Không có, anh đó bạn thôi à, không có sử dụng chung. Hay qua đi chơi mà, gần nhà đây này, hay qua đi chơi. Em nghe tối anh ngủ đây luôn chị. Không có. Tối lát mình về giữa, không có tối đâu. Chuyện em gì á? Dạ. Ừ, chắc em ở đây sắp xếp công việc chắc cũng đây tầm tuần á. Là ở nhà chị tầm tuần đúng không? Chứ em đâu biết ở đâu. Ủa, được không chị? Tiền không? Ờ, tiền chứ, tiền. Tiền mà. Tiền. Tiền lắm. Ở đây thoải mái quá chị ha. Hả? Nhìn ở đây thoải mái quá không? Thì cũng thoải mái đó. Ủa, ví dụ mai mốt em mà công việc đó nó hợp lý cùng mọi em lên đây ở, em ở đây với chị được không? Em xe tiền phòng với chị. Được. Được mà, được. Được. Được không ạ? Được mà, có sao đâu. Trời ơi, chị em mình sao đó. Anh đó ở bên nhà anh đó, anh không có ở đây. Anh đó ở nhà anh đó hả? Dạ. Em hỏi ghế thì của chị thật. Ra là ảnh đem qua chơi. Trời ơi, sao mày hỏi quá của tôi? Cái đó là ghế của tôi. Uống sữa không? Dạ. Có mệt không? Dạ. Ăn xong rồi nghỉ xíu rồi đi tắm. Dạ. Đi tắm rồi mình đi ăn cái gì đó. Cho đỡ mệt.
em thèm buffet quá, chị dẫn em đi buffet nè. Buffet hả? Buffet gì? Hải sản đi. Phải dưới Đồng Nai không có chỗ bán ngon. Giờ biết trên Sài Gòn có chỗ bán ngon. Em coi trên TikTok thấy người ta review cũng vài món. Ủa, ảnh ra chơi hả chị? Chắc vô phòng làm việc đó em. Vô phòng làm việc đó. Biết anh làm gì trong ghế vô nữa. Chị trong cái túi của em có cái điện thoại á. Xíu chị vô chị lấy ra giùm em nha. Trong túi luôn hả? Dạ, cái túi sách hồi nãy anh cất á. Thì vô chị lấy ra. Dạ. Rồi xuống nhà. Còn cái cửa là rồi sao lấy cho anh coi. Ấy cái này trời. Thằng bạn anh nó nói là lấy được cái giỏ. Nghe nói là Vi có bạn qua chơi cho nên là có thể là tối nay nó qua chơi á. À, có em họ cho nên là khả năng tối nay qua chơi á. Hả? Cái này phòng này hơi chật nha. Nhưng mà thôi, cố gắng nha. Cô tính đi đâu vậy? Tôi lấy cái điện thoại cho nhỏ. À, lấy điện thoại hả? Vất vả thế nhỉ? Tự dưng sao chết nhá nhỉ? Ok, dạ, cảm ơn chị. Coi tắm không? Dạ không. Mình xíu mình tắm sao? Ủa, phòng chị Vi là ở bên này luôn hả? Ừ, đúng rồi. A few moments later. Vi ơi. Hả? Thôi bây giờ em vô em dọn cái mấy cái ấy của tối đi. Sao dọn á? Ý là nó mấy cái nó ấy quá em sao bước rồi. Em lau sạch sẽ lại giùm á. Đó là mấy cái kia xe em cất vô trong cái túi nó đi. Đây nhá. Dạ, dọn cái tối là thấy nó qua rồi nó thấy sao? Nó biết sao? Để lấy cái này ra. Đó, mấy cái đó đó vỏ rồi thì kia thì để đó anh để vậy. Mấy cái này sao không dọn đi? Không dọn mình đủ đấy thôi nha. Ủa Hiền em lên em tính sắp tới làm gì vậy? Ờ dạ em tính là xin bên cái công ty ở bên Tân Bình ấy. Công ty ở bên Tân Bình hả? Dạ. Ở công ty bên Tân Bình? Công ty gì để anh nhiều mối hệ lắm. Công ty tên gì? Tự nhiên quên ngang. Đợi em xíu nha. Người ta hẹn em đi phỏng vấn. À người ta hỏi em phỏng vấn hả? Dạ. Hỏi nè Hiền. Bây giờ công ty đó bây giờ lương bao nhiêu? Lương được 50 triệu một tháng không? Tối đang mất luôn nha. Ờ đúng rồi, bỏ lại bì đen á. Được 50 triệu một tháng không? Dạ không, làm gì được 50 triệu đâu. Bây giờ vậy đi. Anh nói nè. Thường hồi tụi em hay ở dưới quê lên rồi tụi em liên. Nên là tụi em lên thành phố đi phỏng vấn làm công việc rồi này kia. Lương không hay không bao giờ mà đủ ăn đủ sống. Hiểu không? Cái tao này còn xài nữa không? Chụp luôn nha. Trời ơi, tự xử lý đi mày chẳng biết. Cái hỏi gì đang nói chuyện với em bé đó. Anh đang hướng nghiệp cho con bé đó nè. Nè, mình mà lên Sài Gòn mà với tư tưởng mà em làm một tháng anh nói em không được 50 triệu thì lên Sài Gòn không bao giờ đủ ăn cuộc sống. Nhớ, bây giờ mình có sắc như thế này. Đúng không? Ví dụ như em thấy Vi nè. Thấy chưa? Thấy không? Em thấy là ở nhà này, Vi ở nhà này bây giờ ở nhà không đã mười mấy triệu rồi. Sắp tới Vi nó mua ở nhà hơn 4 tỷ nữa. Nhưng mà em làm lương tháng mà ví dụ như 20 triệu thì một năm em dư được bao nhiêu tiền? Tại em mới ra trường. Không thành vấn đề, bây giờ em lên đây. Cái chỗ công ty của em phỏng vấn đó, bỏ đi. Đừng có phỏng vấn. Anh giới thiệu cho em cái thằng bạn hồi nãy anh nói á. Được không? Ý là nó làm bên xây dựng. Thì nó cũng đang cần tuyển kế toán á. Nói là tuyển thôi nhưng mà thực ra thì ví dụ như là em mà quen nó thì mấy mốt thì ví dụ như là tài chính rồi này kia thì nó em quản lý giúp nó thôi. Bạn anh nó hiền giống anh vậy á. Ờ nó hiền y chang anh vậy á. Tối là có khi là qua đây nó nhậu là nó qua đây là tụi anh là hay qua đây chơi. Ờ cái ghế cái này hồi nãy là nó tặng anh luôn á. Ừ. Bởi vì là nó sợ tụi anh là đau lưng rồi này kia là nó tặng tụi anh rồi vậy á. Hiểu không? Nó quan tâm nó sức khỏe lắm. Cho nên là nếu mà em mà dạy như em sức khỏe yếu là nhiều khi là nó cũng tặng cho em nữa. Dạ. Ừ, cho nên là thì anh nói nè, mình lên Sài Gòn mà làm kiểu như em á, cái kiểu đó là rất lâu dầu.
hiểu không? Rất là lâu dầu, cho nên là mình tìm một cái hướng nào đó mà nó phù hợp hơn, hiểu không? Đó, cho nên là cứ cần gì mà cần giúp đỡ là cái đó anh. Yeah. Chứ bởi vì là anh nói em á, với cái kiểu mà gương mặt cái em như thế này, bây giờ mình đang còn trẻ, mình có một chút nhan sắc như thế này, mình đi làm văn phòng làm gì? Sáng 8 giờ lên, chiều 5 giờ về, cứ ngày nào cũng vậy, rồi mình phấn đấu đâu được gì đâu, đúng không? Không có phấn đấu được cái gì cả. Trong khi ở bên ngoài là mình 50 triệu là anh đang nói là... Không rồi. 50 triệu là còn ít, chứ còn mấy... Em xuống đem mua đồ đấy. Ờ, đúng rồi, mua đồ ăn gì cho chiều cho Hiền ăn với đi. Ok. Trời ơi, đến rồi... Ủa chị, cho em đi chung với. Thôi, để đi. Thôi, em đi chung nhé. Mình đi rồi. Hả? Em đi chung nhé. Trời ơi, nó sâu bồ lắm. Em đi chung nhé. Chạy, 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 chạy. Ở đây nói chuyện với anh chút xíu cho vui nha. Thôi, em đi chung nhé. Chạy, 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 anh em ơi. Hay con bé này tính ra là mới lên Sài Gòn thì mình với Vi làm vậy có ác không ta? Ê tự nhiên sao tôi thấy tự nhiên mình ác vậy ta? Ô, người ta mới vào đời, người ta mới đi làm mà. Anh em mà những câu nói vừa rồi là do mình trôn mình mới nói nha anh em, chứ còn nó không đúng nha. Mình thấy tự nhiên hổ thẹn với lương tâm khi tự nhiên làm clip trôn mà tự nhiên làm với con bé đó. Thôi ok anh em, tí nữa khi mà lộ màn trôn thì mình sẽ nói hết cho con bé chứ, để con bé nó khỏi bị sốc chứ. Tại vì ngày đầu tiên lên Sài Gòn đi tìm việc đi ở nhà chị họ của mình mà gặp một cái thằng sầm lờ và nó nói những cái câu nè, để tôi thấy thấy mất. Thôi ok đi, tạm thời cái clip trôn nó là như vậy, và bây giờ mình sẽ hẹn gặp anh em vào tối ngày hôm nay nha. Bây giờ mình sẽ giấu máy và để cho con bé nó làm quen với môi trường nhà của Vi đã. Ok, và sau này biết đâu con bé nó ở đây lâu thì mình còn còn có những cái clip khác nữa mà. Ok anh em nha, bây giờ đợi anh em đến tối, giờ mình lấy máy rồi về và tối mình sẽ lại qua một lần nữa. Ok. Lên cái phòng ạ? À? Dạ. Có gì không anh? Anh kêu nó nói với anh Vĩnh qua. Nói với anh Vĩnh qua giùm anh. Chị ơi! Chị ơi! Nói anh Vĩnh qua. Anh Vĩnh kiếm! Vĩ ơi! Ủa? Ủa nãy giờ sao không làm tin nhắn trời? Đang rửa mặt á. Gọi nãy giờ quá trời. Ok, tối nay anh ngủ đây nha. Chuẩn bị nói đi. Có gì đâu. Anh ngủ đây chứ đợi nó cũng lâu quá. Với lại là mình bàn công việc cho nó dễ nha, biết bao nhiêu công việc bây giờ là có gì đâu, chứ bây giờ thì nói chung là mình bàn công việc thì nó cần cái thời gian, nó cũng phải lâu hơn chứ đâu phải đơn giản mà bàn công việc nó đơn giản vậy được. Có gì đâu, mình bạn ấy là chị Bi cứ ngại với em nhiều khi ở, cho nên em thông cảm, bởi vì tụi anh bây giờ là trên thành phố này công việc nhiều quá, ban ngày là không hết á, ban đêm nhiều khi cũng phải làm mà chat chít qua lại mạng nó hơi lâu nha. Dạ. Ờ đi, ok. Ăn uống gì chưa? Cho Hiền ăn uống gì chưa? Rồi. Bây giờ xong cho con bé nó nghỉ đi, ngày mai mấy giờ đi phỏng vấn mà bây giờ chưa ngủ nữa các em. 8:30 em đi. 8:30 đi mà nãy giờ không cho bé nó ngủ đi. Chị con này thiệt á. Mấy người không có cái gì, chú đáo lên Vi ơi. Ừ. Xong rồi qua đây nha Vi. Đi coi. Nhanh 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 nha. Gấp gấp gấp. Ủa Vi ơi, cái hộp thuốc để đâu rồi Vi? Thuốc gì hả? Cái hộp thuốc kia kìa. Chồng anh kiếm rồi. Rồi ok, để anh uống, lấy nước uống cái này cho nó. Ok, bây giờ nó lại phải uống từ lúc trước nè. Xong chưa? Thấy chưa? Qua chưa? Đi qua đây, qua đây, qua đây. Trời ơi, tôi không muốn cái này. Anh em, bây giờ là buổi tối mà tụi mình vẫn phải trôn cho xong cái ngày hôm nay nữa. Đó thì
sao ngày hôm nay đến giờ tự nhiên con bé em và em nó qua thì em cảm thấy họ chịu anh cũng thấy hơi tội đó nha Vi nha. Tự nhiên nó mới đầu đời lên, mày xưa mày mới lên Sài Gòn mày có ai mà chôn mày vậy không Vi? Có anh á. Mày điên à? Chứ ai? Mày lên Sài Gòn bao nhiêu năm rồi mày mới gặp tao? Có điên. Đây đây bé nó mới vừa lên luôn. Nhưng mà nó nhiều chuyện. Nhưng mà hồi chiều giờ nó có hỏi nó có thắc mắc vậy anh. Nó hỏi quần một lần. Nó hỏi gì? Nó hỏi anh đó là ai vậy? Ừ. Rồi anh đó tối nay có ngủ đây không? Tối anh đó ngủ với chị hả? Rồi nó hỏi vậy luôn. Ừ. Nó hỏi anh đó ở với chị hả có tiện không? Rồi kia trời ơi. Nó đi xuống chợ em mà nó vẫn hỏi. Chào bạn hỏi. Ừ. Chắc là tên hỏi á. Anh em mà nhiều khi bây giờ mày muốn ở đây với mày luôn, đi làm rồi nhiều khi mày ở đây nó ghét tao luôn ta. Nó mét mẹ á. Nó mét à? Liệu nó không lên nhưng mà hôm nay nó mét không ta? Ai biết. Chạy không biết. Thôi nói chung thì mày trôi ngày hôm nay thì chắc là có lẽ là mình sẽ làm luôn nốt cái tình huống này rồi sau đó mình sẽ nói với con bé là trôi chứ hôm tối nay chắc nó ngủ không được luôn. Không, nó mét mẹ mà em ký đầu em biết nó không mét hay không thì nó mét thì mình nói là trốn. Ủa rồi chắc người ta biết trốn là cái gì. Đây gửi clip này qua nè, em gửi clip này cho mẹ em nè. Rồi chắc mẹ tin. Gửi cả clip ngay từ đầu luôn, gửi clip anh đi mua luôn đúng không? Trời, người lớn người ta có biết không? Đã nói gửi ngay clip cả ngoài phòng khách thì tự nhiên không công mình quay clip là làm cái gì? Gửi clip gửi lên kênh rồi luôn đúng không? Họ lấy chưa? Ok, bây giờ kêu đi cho nó ngủ mắt, con mẹ nó ngủ mắt. Ok, còn bạn trong còn một cái cuối cùng nhà đẹp vào. Hiền ơi! Dạ! Lấy giùm chị cái bộ quần áo trên cái tủ lạnh mới. Cái bộ mà có cái nơ á, có cái tập về á. Đồ tủ lạnh hả chị? Ờ đúng rồi. Đem qua đây đi chị ơi. Chị phải không mặc đồ. Hai đồ túi thôi, biết túi nào. Coi giùm ơi, coi ơi. Cái bộ mà, cái đồ mà có cái tập về màu trắng á. Ôi chị bộ hầu gái, bộ hầu người hầu. Ờ bộ người hầu gái á. Ở đâu mà chẳng tủ lạnh? Ở trên tủ lạnh chắc. Sao nó không hỏi em, nếu mà nó hỏi là em trả lời vậy nha. Nếu mà nó hỏi em là tại sao không trả lời em kêu là đang bận. Thấy chứ Hiền? Dạ thấy. Giờ em có phòng không hả chị? Không. Em để trước cửa chị đừng gọi chị đang ấy không có lấy được. Em để đây nha. Trời. Ủa Hiền ơi. Dạ. Ở trên tủ lạnh hồi nãy chỗ em lấy luôn á. Dạ. Quên sao không nói. Ý là có cái bộ đồ mà ở trên cái túi á. Cái bộ đồ mà công an á. Dạ cái gì vậy? Cái bộ đồ mà em cứ mở cái túi ra coi cái túi nào mà em mở ra nó có cái còng ở bên trong á. Cái còng hả? Ừ, với lại cái nón cảnh sát á. Dạ. Đem vô phòng luôn á. Ở đây không, em để ở trước cửa cho mấy là được rồi. Anh sợ để đó chuột nó cắn á mà. Dạ. Xong em nhanh nhanh nói là đóng cửa lại nha. Đúng rồi đâu. Đóng cửa bên kia. À để vô cũng đi một bên ngày mai. Ngày mai còn còn ấy. Đợi em tí nha. Ờ. Có cái còng không em? Dạ. Để đây nha. Ờ, rồi đi vô đóng cửa ngủ đi Hiền. Còn chị mai dậy sớm mà đi. Chị không qua ngủ với em hả? À, chị đang công chuyện, đi làm việc ấy. Trời ơi, ấy chân ra, ấy chân ra. Cái chân ra kìa. Thôi, từ từ thôi. Bé nó ấy rồi đấy. Ấy nè, bỏ cái chân ra cho nha. Trời ơi. Không được, từ từ thôi. Làm gì mà nâng cao vậy trời. Anh nói nhỏ thôi. Thôi chỗ gì bây giờ, bé nó đi ngủ rồi. Nói nhỏ thôi, nó nghe sao. Rồi bây giờ này, cái này là muốn để, bây giờ là muốn tôi thế nào? Anh bỏ nằm xuống đi. Bây giờ muốn tôi thế nào để muốn đứng hay là muốn nằm? Nằm xuống. Bây giờ nằm đúng không? Đúng rồi. Nằm thì em phụ, một tay em nằm, em chủ động em nằm ra đi. Chủ động. Đó, nằm ra đi. Ây, từ chối. Lấy đồ lên. Nhưng mà bây giờ em trước khi nằm lấy đồ đã. Lấy đồ á. Từ từ tôi lấy đồ đi, lấy cả đồ của anh luôn. Anh phải lấy đồ chứ. Đúng rồi, lấy đồ. Rồi. Từ từ thôi, trời ơi, làm gì mà vội vã. Lấy đồ đi. Cứ từ từ.
đồ là không quan trọng, thay đồ hay không không quan trọng. Bây giờ nè, bây giờ là em muốn là bây giờ là tư thế nào, muốn cái này như thế nào? Nằm xuống. Nằm xuống đúng không? Nằm như nào, nằm ngang, nằm úp hay là nằm chổng lên? Bây giờ cái đít này chổng lên hay là cái đầu chổng lên? Cái đít chổng lên đi. Bây giờ thích cái đít chổng lên đúng không? Đúng rồi. Đít chổng lên, bây giờ đít chổng ra cửa hay là đít chổng vô trong? Đít chổng vô trong đi. Đít chổng vô trong đúng không? Đi. Ok rồi, bây giờ cái phần mà mu ghế này nè. Mu nè. Cái mu này giờ để đâu? Cái mu để ra cửa đi. Cái mu để ra cửa. Ok rồi, xong rồi, ở xuống đây nha. Chán thiệt. Cái gì vậy? Phụ một tay đi trời. Thôi thì em phải phụ chứ. Thì từ từ đi. Đây, lắc ngang qua. Được chưa? Lắc ngang qua. Sao chờ, chờ. Đúng rồi, để cho nó đưa nó vô cái tư thế, đúng. Thế rồi, từ từ nó sẽ đưa nó vô được. Đưa nó vô cái tư thế đúng. Đúng rồi, hạ nó xuống. Từ từ. 3. Từ từ nha, bình tĩnh nha. Trời ơi. Cầm vào cái mu đây nè, cầm vào cái mu trên, thả cái mu dưới ra. Rồi, cầm vào cái mu trên. Rồi, thả xuống. Đưa cái đầu nó ra. Có được hay không? Cầm giữ cái đít. Giữ cái đít. Đúng rồi, giữ cái đít. Rồi, đẩy xuống đi. Rồi, đẩy, ok. Được chưa? Ui. Được chưa? Rồi. Thử xem thử nó có ổn định không? Ổn nhầm. Nó có ngoài đó kìa. Nó đi vô. Ok anh em ơi. Từ nãy giờ thì cũng đã mấy phút trôi qua, nhưng mà cơ bản là anh em biết sao không? Bởi vì nãy giờ con hèn á, nó đi vô trong cái phòng bên kia mất tiêu rồi. Nó không ở phòng khách để mà mình làm được cái hành động gì đó để cho nó nghe được. Đó. Đói. Hả? Đói. Bây giờ làm sao? Bây giờ là mình mới vi tính là khi nào mà con hèn nó ra ngoài uống nước. Nhưng mà bây giờ nó đến giờ nó ngủ mẹ rồi. Đến giờ nó kêu gì nó cũng phải ra thôi. Con nó đai tò nhiều chuyện lắm. Bây giờ vậy đi, mình nhờ con hèn lấy cái gì nữa đi. Lấy cái gì? Bây giờ đồ mình lúc nãy mình vẫn vi chuẩn bị hai bộ đồ ướt đi. Lấy căn ướt. Nhờ lấy căn ướt. Đúng rồi, lấy căn ướt. Đúng rồi, chính xác. Nó ngủ hay sao? Từ nãy giờ mới đây mình nó ngủ đâu. Anh nghĩ nó mang tức cho mình. Lấy điện thoại giùm em cái. Nó gọi. Mẹ gọi. Ngoại trưởng. Má, giờ sao? Gọi là sao? Ý là sao? Ý mẹ em gọi thì có gì sao? Mẹ em đã bình thường đâu gọi giờ này đâu. Lấy em là sao? Lấy là em nó con hiền nó mét á hả? Chứ không gì nữa. Em nghĩ sao nó nãy giờ nó dễ thương muốn chết. Nó hiền muốn chết. Má mẹ em chửi chết luôn á. Nó hiền như gì chẳng lẽ đâu mà nó đó. Trời ơi, không thì có gì đâu anh mai mẹ em vô đây luôn á. Nhưng mà nghe nó coi thì sao? Thì nghe đi. Nghe mẹ, con đang ở nhà mà. Không, đang làm việc. Hiền nó ngủ mà. Nói cái gì trời, có chai gì đâu. Không có hư hỏng cái gì trời, không có. Trời đất ơi, không có. Con đang làm việc. Tao nói linh tinh đó, bạn con mà. Trời đất ơi. Không. Bờ là ngoài lên. Vậy mẹ không có tin con hả? Bờ là ngoài lên. Ủa chứ mẹ bây giờ mẹ không tin con mà bây giờ mẹ đi tin con hiền. Bờ là ngoài. Con không có dạy. Vậy thì mai mẹ lên đi. Chặt đó.
Thôi, điên quá à. Thôi nha, lát con nói chuyện mày sao. Ai chô. Sao mở ra ngoài lên. Nhiều chuyện thì đúng không? Ý là nói gì? Ý là mẹ giọng mẹ em đó không? Nè. Ai? Gọi nữa, mẹ em trai. Thôi thôi, đi ra, đi ra. Đi ra kêu, đi ra kêu nghe nè. Đi ra. Trời ơi, phải thả luôn, mẹ nói rồi mai nghỉ ngơi nữa. Đi ra nói với Hiền là để cho mẹ kêu Hiền nó gọi lại cho mẹ em, đi. Hiền ơi. Dạ. Ra nói chuyện cái coi. Em gọi gì cho mẹ gì đó? Dạ. Em gọi gì nói mẹ gì đó? Em gọi điện cho bé hả? Chưa giờ chị lên đây chị sống kiểu này. Từ sáng giờ em đã tính nói rồi mà. Tại vì em nhịn hết tới giờ em mới nói mà. Rồi em đợi em nói cái gì với mẹ chị? Chứ chị với anh làm gì tùm lum tà la ở đây? Làm cái gì đâu? Ủa bọn chị làm gì thôi? Tùm lum tà la là sao? Sáng em bước vô em thấy cái ghế là em đã có mưa rồi đó. Rồi anh nói gì tùm lum hết trơn. Rồi xong hai anh chị vô chẳng có làm gì quá trời. Cái ghế là sao em? Cái ghế là sao? Không ưa là sao? Ý cái ghế sao? Cái ghế đỏ đỏ đây nè. Ủa thì cái ghế là anh để đau lưng mình, nằm cho đỡ đau lưng mà. Em biết hết, em biết cái ghế đó là cái ghế gì. Em biết hết, biết cái ghế là cái gì? Ghế là cái gì? Tại sao em biết? Ghế tình yêu, tình ơi gì đó. Mày sai đó gì mà biết. Tại sao em biết? Là má, cái ghế quỷ đó ai không biết. Ý là thấy lại trên khách sạn nhà nghỉ rồi. Nói chung em biết hết trơn. Em có đi khách sạn nhà nghỉ rồi, em lên trên khách sạn nhà nghỉ rồi. Ông nói gì kìa? Đi đúng cái gì nữa? Em có đây. Bây giờ trên mạng đầy chị nghĩ em xài nữa. Nhưng mà em đã nói gì với mẹ của Vi? Ý là trước khi em lên đây là cô đã dặn em là lên đây chị sao nhớ nói cho cô biết. Giờ em biết vậy không lẽ em không nói? Ờ rồi nói tào lao rồi. Rồi bây giờ gọi lại cho bả đi. Nói là không phải. Sao không phải? Cái ghế cổ trống luôn kìa. Vì hồi nãy em lấy sai cái bộ đồ đó. Em muốn xỉu luôn đó. Thấy ghê không? Ấy thì ấy là bộ đồ là sao xỉu vậy? Ấy là bộ anh bộ đồ để tụi anh quay phim thôi. Quay phim gì? Cái phim gì chui vô phòng tự nhiên lấy em thấy hai bộ đồ cho em lấy em thấy hai bộ đồ. Nhưng mà hai bộ đồ đó làm sao chứ? Hai bộ đồ đó có gì vấn đề gì đâu em? Có cái còng tay nữa. Ở thì công an đồ này kia thì phải có cái còng tay chứ. Thế là em biết cái bộ cái đó là cốc lay rồi. Em biết hết trơn. Sao con bé này nhìn nó cũng biết hết ta? Lành quá à. Ý là trên mạng em nghe em biết chứ bộ. Ý là thấy ghê đó, mày bỏ ra cái mất hồn luôn á. Bây giờ gọi lại cho bả đi. Trời sao, mới biết xong gọi vậy? Ừ, nói luôn đi, mà nói biết luôn. Chứ sao mấy em tính mấy tuổi sáng, thấy cái ghế em tính mấy tuổi. Đây, em gái, nhìn. Hãy nhìn về phía bên này. Nhìn gì? Thấy gì không? Mấy bài phim. Ừ, rồi, nó đứng, đây, cái này. Đây, rồi, nhìn phía kia. Đó, nhìn thằng nó từ từ để tao gửi khăn anh, gửi khăn đây mày thấy. Đây. Thấy gì không? Đây là gì nữa? Cũng là máy vậy phim. Dạ. Sao? Ý là sao? Là diễn. Đây là tất cả mọi thứ chỉ là diễn. Tất cả anh với chị Vi nghe anh nghe nói là hôm nay em lên chơi. Hiểu không? Cho nên là tụi anh trốn. Em biết trốn không? Trốn. Trốn hả? Đúng. Trôn Việt Nam đó chứ. Trôn thì biết nhưng mà thấy em mát mẹ nên chị giao bộ đúng không? Mẹ sao nãy giờ giải thích mấy bên đây nè Vi nè. Bây giờ bà giải thích đây nè. Ừ, rồi sao? Ý là cái này để đây từ hồi nào mới được. Cái này để đây từ hồi nào ấy? Từ hồi lúc mà từ hồi lúc trước khi anh tới là đã để đây rồi. Có nghĩa là lén quay em cho vui thôi. Lén quay em từ hồi sáng tới giờ luôn. Đúng. Đúng. Đúng rồi. Mày nhắc tao mày ơi, mày gọi giùm tao đi mày ơi. Ủa thôi nhưng mà em chưa tin. Hả? Ủa thôi chứ mày chỉ thấy em bét mẹ cho nên là không. Trời đất ơi. Em nghĩ làm sao mà tụi còn lắm em nói. Em nghĩ làm sao mà tụi anh trị lạc dữ vậy em. Cái ghế này là cái bọc đồ đó, thấy ghê không chết. Đó là chuẩn bị tụi anh đều là sự chuẩn bị của tụi anh. Và cái ghế kia là anh mới mua hồi lúc trưa thôi. Trước khi em đến là anh tụi anh mua. Bằng chứng.
sao em tin được? Chứ giờ em lỡ mét hùng hồn lắm, mày nói em mét với cô. Mày mốt đăng lên cho tao gửi clip cho mày coi. Đây anh có clip. Chị đăng lên nữa hả? Không có đâu. Đấy là đang làm kỷ niệm. Em bé này giờ nó mới vậy thì giải thích nó làm sao ta, nó hiểu ta. Mình đưa clip, mình bây giờ anh đưa cái gì đăng sao là có em chở luôn hả? Không. Ý là đăng sao không? Ý là từ sáng giờ em có nghe nói sao bây giờ nè, bây giờ trước hết là mày gọi cho bà giùm ta. Ừ đúng rồi, bây giờ em gọi cho mày. Giùm đi. Nói gì? Nói là chuyện. Thực ra là sao mà tin? Sao mà tin được? Nãy em mét ghê đó, em hùng hồn em á. Đó có bây giờ gọi lại nói cô ơi con bị làm gì mi nhưng chị... mà nó bà cũng không tin, bà nói mày bao che ở đúng rồi chết mày rồi xong chết cha. Tự nhiên hồi nãy em mét lên em mét chắc 100% em nói lại chị đi chứ bây giờ con thấy vậy là không được rồi đó, con được thì được, không con đi ra chỗ khác, ở con không có ở với mấy người vậy. Em có ghi em có ghi âm hay ghi hình gì không? Em chỉ nói vậy thôi đúng không? Nói thôi. Em thấy em run chết, em ghi hình gì đâu. Chết mẹ rồi. Giờ sao đây ta? Em hát mẹ gì mẹ không? Đi chơi hồi sáng bước vô. Nhưng mà gái chưa gì mà tự nhiên đi mét phụ huynh được gái. Ủa? Là mét chứ. Anh mà nó lên từ nhỏ đến giờ rồi. Em mét chứ, sáng giờ rồi. Mai mốt em ở đây thì em hãy làm quen với điều này. Đừng vội vàng mét phụ huynh. Làm quen với gì? Em hãy làm quen với những con người ở đây thì đôi khi sẽ có những lúc mà em sẽ gặp những tình huống nó chớ chiêu như vậy. Thật dạ. Tất cả những cái thứ hồi trưa như anh nói với em đều là giả. Là luôn cái anh mà làm mai cho em hả? Không có thằng nào hết. Anh không có thằng nào bà xây dựng hết. Anh cũng không có công việc nào làm 50 triệu hết em ạ. À. Hiện tại lương của anh cũng chỉ có 7 triệu thôi em. Mai cứ đi phỏng vấn nha em gái. Ý hồi nãy em mét cô luôn là anh dụ em này kia, em nói bạn trai của chị dụ con quen với anh nào rồi. Mai đi làm bình thường em mét luôn con là anh kêu em được đi phỏng vấn, cô chửi quá trời luôn. Cô mày gọi bà dùm tao đi Hiền ơi. Trời ơi, lén một bà gọi cho nữa, mai bà lên đây luôn cái Hiền. Không, nhưng mà ông bé Hiền nó nói đúng, nếu mà bây giờ mà gọi nói cho mẹ em thì kiểu gì là mẹ em cũng nói là à, là mày bao che đúng không? Mày kiểu gì đó đúng không? Bây giờ. Rồi mai bà lên đây tới luôn nè. Ý là mẹ em gọi, mẹ chị mét luôn, mẹ em là anh Vĩnh kêu em đừng đi phỏng vấn. Chết mẹ rồi. Hai bà lên luôn. Bây giờ là sao đây? Chứ giờ em ngu thiệt luôn á. Chứ ngu rồi, chết mẹ rồi. Bé Hiền này. Ồ, nó lanh mà, nó lanh từ nhỏ đến giờ nó vậy luôn á. Chưa gì hết đã gọi phụ huynh rồi. Ủa chứ sao? Chị vậy mà không gọi bà chửi em chết. Biết bà chửi em sao? Trời mày. Em đang tính, em mới gọi cho cô, em tính gọi cho mẹ em. Mẹ chưa kịp gọi, chị gọi em. Rồi còn tính nó còn gọi cho mẹ nó nữa kìa. Thế nó lanh không? Lanh dữ lắm, nó lanh từ nhỏ đến giờ rồi. Lanh gì đó. Nhưng mà ý là sáng giờ quen em có thể... Thấy không? Nó lanh không? Thôi quay nói đều không được nghe. Giờ mày gọi anh mẹ tao đi. Nói là chồng. Trời ơi, bà chồng em chết rồi. Lẹ đi, trời ơi. Bà tin không có đầu ra. Bà tin không có bà nhóm. Không, bây giờ anh nghĩ gọi không tên tin được. Bây giờ gọi là kiểu gì cũng nói bao che. Gửi cho mẹ. Bây giờ vậy đi, anh quyết định vậy. Đợi xíu. Bây giờ anh sẽ về, anh sẽ lấy tất cả những clip từ sáng đến giờ anh quay nha. Anh sẽ ghép lại xong rồi anh sẽ gửi file cho Vi. Vi sẽ gửi cho mẹ em coi. Anh làm trong đêm luôn nha. Đúng, bây giờ anh về làm luôn. Em đưa cho mẹ em coi rồi coi xong một cái rồi xong rồi Duyên gọi cho mẹ em một cái nữa. Hiền gọi cho mẹ Vi một cái nữa là ok chưa? Là dễ mới tin, phải có clip. Bây giờ phải có clip. Mà nếu cô không tin là không thay đổi của em nha. Tại nãy em không, kiểu gì cũng phải tin không bởi tin vì là không tin thì đi về quê giải thích giùm chị. Mày lanh lắm. Lanh quá chị lanh mẹ. Giấu cái đó hay á, từ sáng giờ em không biết. Biết thì mà tao nghĩ làm luôn. Thôi vậy nha, mai nhớ đi phỏng vấn nha, chứ không phải là bỏ tiền nha. Rồi, về lát clip đi. Rồi bây giờ mang cái này về để làm clip nè. Làm gấp trong đêm nay nè. Làm gấp trong đêm nay nha. Thôi đi ngủ đi mấy đứa. Ngủ đi con bé này, đi ngủ đi, ngày mai con đi phỏng vấn. Em chưa hết bàng hoàng luôn á, em chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thôi bây giờ đi ngủ đi, ngày mai con đi phỏng vấn, 8:30 đi phỏng vấn rồi, giờ muộn rồi, cho em nó đi ngủ đi. Rồi bây giờ tí nữa anh gửi clip ngay, bây giờ anh mang về anh gửi clip ngay. Lẹ đi. Rồi ok. Mày khổ quá. Chơi ngu không? Lành quá à. Một pha xử lý. Rảnh gì ông nội này nè. Thôi vậy nha, anh đi về đây. Hai chị em tâm sự đi. Thôi đi ngủ đi, rồi ngày mai đi phỏng vấn. Nó phỏng vấn ở Tân Bình lần đó. Lẹ đi má.
Ok em, ok. Đứng buồn em nha. Không buồn.